hồi ức lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này từ lúc đánh cửa mở đến hôm nay chúng tôi mới được nghỉ một ngày trọn vẹn ăn sáng xong Chúng tôi tranh thủ tắm giặt Quần áo ai cũng hôi rình Trung đội tôi có anh học Anh Hiển quê ở Hà Bắc Nhập ngũ năm 1976 Quần áo rách như sờ mướp Mà mấy anh này cũng thật bầy hầy Anh Hiển quần bị rách ở hai đầu gối Thế là bận quần ngược Phía trước ra phía sau Ai nhìn thấy cũng lắc đầu phì cười Khi đi tiểu thì kéo hẳn xuống ngang đùi Mấy anh cán bộ trung đội góp ý cũng chẳng được Anh ta lý sự trong điều lệnh quân đội làm gì có quy định cấm bận quần phía trước ra phía sau thế điều lệnh quân đội chẳng quy định bộ đội thì tác phong phải nhanh nhẹn ăn mặc gọn gàng là gì trung đội trưởng nói anh hiển cũng chẳng chịu thua gân cổ cãi lại lính chiến trường mà mấy ông làm như lính thời bình mà quần áo tôi rách hết rồi ông có thì cho tôi một bộ tôi sẽ thay bộ đồ rách này ngay nói vậy thì bó tay nhưng thực sự nó là như vậy mỗi người có hai bộ quần áo dài trong khi đi hành quân đi càn trong rừng té ngã hoặc vướng gai góc là chuyện thường ngày thì lấy đâu ra quần áo lành ai cũng rách như ai lấy đâu ra mà cho đi trong rừng chúng tôi phải bận quần áo dài chống các loại côn trùng và gai góc về đến nơi đóng quân chỉ bận bộ quần áo lót vừa tiết kiệm quần áo dài vừa thoáng để chống ghẻ lở hắc lào vừa thuận tiện trong việc sinh hoạt Tụi tôi là lính mới, không bao giờ dám ho he với mấy anh lính cũ, vì chỉ cần đi trước một vài tháng ở chiến trường là có quyền nói lớn rồi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi được cán bộ đại đội cho biết, ngày mai sư đoàn sẽ tổ chức đánh vào khu vực, đánh vào ba khu vực chính: Ngã ba Bát Đăng, Tây Nam, Tây Bắc, cách U Đông 11 đến 12 km. Sáng hôm sau cơm nước xong, anh nuôi đã chuẩn bị cơm nước cho mọi người trong ngày cơm là một bịch gạo sấy có gạo sấy ăn là tốt lắm rồi chỉ cần cho nước vào chờ một chút sẽ thành cơm bỏ thêm một vài hột muối là xong bữa khi ăn lính ta phì phèo điếu thuốc khói bay khét lẹt thuốc cũng chẳng có nhiều phải để dành cứ vài người chung nhau hút một điếu kể cũng lạ lính nhà ta gần như tay nào cũng biết hút thuốc trước đây ở nhà tôi chưa từng hút thuốc dù ở quê tôi là nơi trồng và chế biến thuốc lào vậy mà từ khi ở biên giới đã tập hút thuốc nhớ lần đầu tập hút bị ho sặc sụa chảy cả nước mắt nước mũi giờ một buổi mà không có hơi thuốc người như thấy thiếu thiếu cái gì đó có lẽ ở chiến trường trong lúc rảnh rỗi có rất nhiều chuyện ưu tư mà chuyện nhớ về gia đình quê hương là nhiều nhất biết tâm sự cùng ai vì ai cũng có tâm sự như mình khi ở đây. Không hút thuốc để thả hồn theo làn khói thì còn biết làm gì. Kể từ hôm qua, tất cả các đơn vị đã hết gạo, phải ăn lương khô, gạo sấy thay cơm. Vì khi được lệnh của quân khu, sư đoàn cơ động gấp lên bát tam băng, không kịp mang theo lương thực, thực phẩm. Những ngày qua, quân khu cho xe chở lương thực, thực phẩm lên tuyến trước đều bị lính Pol Pot phục kích, chiếm lấy. Được biết, ngày 15 tháng 1 năm 1979, địch phục kích đoàn xe của ta ở hướng Tà Keo, cặp lộ 3 đi lên Nông Bình, dài gần 2 km. Chúng khóa đầu, khóa đuôi, đoàn xe vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm lên cho bộ đội rồi bắn, đốt cháy gần 100 chiếc, gây tổn thương nặng nề cho ta. Ngày 15 tháng 1 năm 1979 cũng là ngày sư đoàn 4 tiêu diệt các cứ điểm của chúng ở U Đông. Khi chúng tôi hành quân về đánh lấy thị xã Tà Keo, đi qua lộ 3 thấy xe mang tên Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, Cửu Long, Tiền Giang bị cháy rất nhiều, nhưng lúc đó không biết số hiệu chính xác. Sư đoàn 4 dùng tổng lực, toàn bộ lực lượng đánh ở tất cả các hướng. Sư đoàn còn xin quân khu tăng cường thêm một tiểu đoàn của sư 339, một đại đội tăng thiết giáp, ba khẩu pháo 105mm tiểu đoàn tôi phối kết hợp cùng trung đoàn 20 đánh lên hướng Tây Bắc ở khu vực U Đông. Phương án tác chiến giữa trung đoàn 20 và tiểu đoàn trinh sát như thế nào thì tôi không biết vì tôi là lính. Chỉ biết hướng chúng tôi đánh có 4 xe tăng đi cùng 3 đại đội của tiểu đoàn trinh sát. Đúng 10 giờ trưa, tiểu đoàn tôi phối hợp cùng đại đội tăng thiết giáp hành tiến. Có lẽ trung đoàn 20 đã hành quân trước đó vì đội quân này có nhiệm vụ từ phía sau đánh tới. Đội hình chúng tôi bắt đầu đi là khu vực bãi trống, cách chúng tôi chừng 300 mét. Nghe tiếng xe ì ì, hỏi ra thì đó là lực lượng của sư 339. Cùng phối hợp với tiểu đoàn chính sát, có nghĩa là trong trận này, ta quyết đánh tiêu diệt và đẩy chúng ra xa vùng đệm, bảo toàn cho thủ đô nông Bình. Qua bãi trống chừng 1 km, đội hình bắt đầu càn vào trong rừng bốn xe tăng đi giữa đội hình xe cách xe tầm năm mươi mét bộ binh theo sau đi lên khoảng hơn một giờ chiều chúng tôi cách căn cứ của chúng chừng hai trăm mét thì được lệnh dừng lại chừng ba phút sau các loại pháo từ sư đoàn bộ cấp tập bắn tới khoảng hai phút sau pháo dừng bắn toàn bộ đội hình xông lên bốn chiếc xe tăng dũng mãnh lao lên đua nhau nhả đạn các cành cây gãy đổ ngổn ngang nghe như có trận bão lớn đang hoành hoành. Ta còn cách cứ của chúng tầm 100 mét, thì nghe đủ thứ súng đạn của chúng bắn ra. 12 ly 7, DKZ 82, B40, cối 8, cối 6, đạn nhọn. Công bằng mà nói, Hỏa lực của chúng trong trận này mạnh hơn ta, nếu như ta không có xe tăng và pháo binh yểm trợ. Trước làn hỏa lực dày đặc của địch, bốn chiếc xe tăng không dám tiến nữa, mà vừa bắn vừa chạy lòng vòng tránh đạn bộ binh của ta lợi dụng cây cối để tiến lên. Khi cách chúng khoảng gần 100 mét, do chúng chống trả quyết liệt, ta dậm chân tại chỗ. Trong đội hình của ta đã có tử sĩ và thương binh. Khi chúng tôi tiến lên thì phía sau lưng địch, trung đoàn 20 cũng tấn công nhưng cũng bị đánh chặn lại, không thể phát triển lên được. Lệnh của sư đoàn, đội hình ta lùi lại 50 mét, chờ pháo của sư đoàn yểm trợ. Căn cứ của chúng đóng trong khu đất thừa cây, xung quanh có tuyến hào, hầm công sự liên hoàn, được lát bằng gỗ vững vàng, chúng lợi dụng công sự tại chỗ đánh trả ta quyết liệt. Xe tăng lúc này lui lại sau và dùng pháo bắn thẳng vào đội hình của chúng. Tiểu đoàn báo về trên, đội hình đã lui về theo vị trí quy định. Qua máy thông tin liên lạc, ban chỉ huy đại đội cho biết, trung đoàn 20 đang bọc hậu ở phía sau, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 10 của sư 339 đang tổ chức đón lõng chờ chúng chạy ra rồi tiêu diệt. Hơn 3 giờ, pháo 105, pháo cối các loại của ta tiếp tục nã đạn vào trận địa của chúng theo tọa độ đã chấm. Tiếng đạn xé gió u u rồi ung ùng các tiếng nổ lớn trên không trung. Các mảnh pháo bay vèo vèo cắm xuống thân cây, mặt đất nghe phật phật. Tiếng cành cây, thân cây gãy đổ nghe rắc rắc ào ào những đám khói đen xuất hiện trên tầm cao chừng 10 mét, ngay trên đầu giữa trận địa của chúng. 3 phút sau, pháo ngưng bắn, toàn bộ đội hình xông lên, nhưng khi đội hình của ta cách chúng khoảng 100 mét, lại phải dừng lại. Đạn từ các công sự của chúng bắn ra xối xả, ta không vận động lên được. Cũng may là nhờ có các gốc cây lớn, tránh cho ta bớt thương vong, nhưng các loại đạn nổ ở phía trên cây Mảnh văng ra làm cho lính ta bị thương khá nhiều Ngắn nhất là các loại đạn pháo cối của chúng Phía sau lưng địch Trung đoàn 20 đánh mũi vu hồi Cũng không hiệu quả Ta đã bao vây trận địa của chúng Nhưng chưa tiêu diệt được chúng Do công sự chúng vững chắc Và sự ngoan cố chống trả Hai bên vẫn ở thế giằng co Lâu lâu lại rộ lên tiếng súng của cả hai bên Lệnh của sư đoàn xuống bằng mọi giá phải tiêu diệt dứt điểm căn cứ của chúng. Theo chỉ đạo của sư đoàn, sau loạt pháo hỗ trợ, toàn bộ đội hình sẽ tràn lên tấn công. Trung đoàn 20 từ sau đánh tới, tiểu đoàn trinh sát từ mặt trước đánh vào. Tiểu đoàn 9 của sư 330 dùng hai đại đội đánh thọc sườn phía bên phải. Hai đại đội còn lại đón lõng, chúng chạy ra để tiêu diệt. Theo hợp đồng tác chiến, đúng 5 giờ, pháo đủ các loại của ta tiếp tục bắn cấp tập vào trận địa của chúng. 5 phút sau, khi tiếng pháo ngưng lại, là lệnh của tiểu đoàn trưởng. Đội hình của ta đồng loạt xông lên. Đầu tiên là bốn chiếc xe tăng của ta mở hết tốc lực lao lên trận địa của chúng, đồng loạt xả đạn. Theo sau là tiếng hô sung phong vang dậy một cánh rừng. Bọn giặc mặc dù bị pháo hỏa lực trên xe tăng của ta bắn xối xả, nhưng vẫn không ghim được đầu chúng. Trong đội hình xông lên đã có nhiều người trúng đạn. Phía trung đội tôi, khẩu 12 ly 7 của địch liên tục khạc đạn. Ta không tiến lên được. Thằng Tùng bên trung đội 1 của đại đội tôi vác khẩu B40 tìm cách để tiêu diệt. Chưa kịp bắn thì chúng đã phát hiện. Một trái B41 phát nổ ngay nơi nó ẩn nấp. May mắn có gốc cây trẻ đỡ, nhưng nó bị thương nặng do miếng từ trái đạn bay ra. Vận tải đưa về tuyến sau. Tôi nghe anh Tường cách tôi hơn chục mét nói lớn Toa, mày bò lên, tìm cách cho nó cơm họng lại Từ chỗ tôi đến vị trí khẩu đại liên 12 ly 7, khoảng 60 mét Tôi nói lớn Anh cho người yểm trợ, rồi lợi dụng các gốc cây ụ mối, bụi lùm, che khuất Tôi bí mật bò lên Khi cách khẩu 12 ly 7, chừng hơn 40 mét Tôi đã phát hiện ra vị trí của khẩu súng Tôi nấp ở một gốc cây lớn. Bình tĩnh, đưa súng ngắm bóp cò. Bùng! binh Vừa bóp cò xong, tôi nhảy ngay sang vị trí khác, cách chỗ cũ cả chục mét. Vậy mà lập tức nghe tiếng phản của B-40, B-41 của chúng, ngay vị trí tôi vừa nằm bắn. Theo sau là đạn nhọn chiêu chiếu, cắm phầm phập vào thân cây. Khẩu 12-7 lặng tiếng được hơn nửa phút, lại thấy tiếp tục khạc đạn. Có lẽ mấy thằng pháo thủ bị thương hoặc chết. Còn khẩu súng không việc gì Và những thằng khác tiếp tục lên thay bắn Mấy anh lính tăng điên tiếp. Mấy anh lính tăng điên tiết Với khẩu 12 ly 7 của chúng Cứ liên tục khạc đạn Làm lính ta không tiến lên được Các anh quay nòng súng hỏa lực Trên các xe Nhè vào chỗ phát ra tiếng súng Rồi nhả đạn Sau hàng loạt đạn trên xe tăng xả xuống Thấy khẩu súng của bọn Pol Pot cầm bật Lính ta cả phía trước và phía sau vẫn gặp sự chống cự quyết liệt của chúng. Khi chúng tôi hô xung phong, đằng sau lưng địch là trung đoàn 20 cũng hô xung phong rồi tràn vào trận địa, chia cắt đội hình của chúng ra để đánh, mặc cho những tên ngoan cố chống trả. Tiểu đoàn 2 trinh sát, hai đại đội của sư 339 cũng nhất loạt xông lên. Các loại đạn pháo trên xe tăng cũng đua nhau bắn, nhưng mà bắn lên trời để uy hiếp chúng, vì ta và địch bây giờ cự ly đã quá gần. Bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy Những tiếng hô lớn Lóc đay lơn Vang một góc rừng Chúng bị bể trận Một số giơ tay đầu hàng Số còn lại chạy toán loạn Nhưng vòng ngoài đã có quân của sư 339 Đang chờ sẵn Lính của ta tràn vào trận địa của chúng Để cho chắc ăn Mỗi cửa hầm trong công sự Đều quăng một trái lựu đạn US vào Tránh tình trạng chúng còn sống Sẽ bắn lại ta lúc này trời trong rừng đã nhá nhem tối xác địch nằm ngổn ngang chúng tôi cứ đạp lên xác mà đi tất cả các đơn vị dọn dẹp chiến trường làm công tác thương binh tử sĩ bắt tù binh thu nhặt vũ khí cho lên xe tăng những gì không đem đi được gom lại đốt sạch các loại đạn hỏa lực của chúng rất nhiều nhưng lệnh của trên gom hết lại rồi thiêu hủy vì có rất nhiều đơn vị khi thu đạn của chúng về vừa bắn là đạn phát nổ ngay đầu nòng gây thương vong cho ta súng đạn của chúng ta thu được rất nhiều mà không thu được lương thực thực phẩm toàn sư đoàn đã bị đói mấy ngày hôm nay gần mười giờ đêm đội hình mới về được nơi đóng quân súng đạn giao cho quân khí sư đoàn tù binh giao cho vệ binh sư đoàn trông giữ thương binh thì chuyển về bệnh xá tử sĩ được đơn vị vận tải gọi cán bộ đại đội lên nhận mặt rồi làm thủ tục khâm niệm sáng hôm sau sư đoàn điều một trung đội vận tải một đại đội trinh sát và một xe gmc cùng đại đội xe tiết giáp lên kiểm tra trận địa một lần nữa xem có phát hiện thêm kho vũ khí nào không và tử sĩ của ta vì trận đánh kéo dài mãi đến tối mới kết thúc xác địch nằm la liệt có thể ta không phân biệt được xác của chúng với tử sĩ của ta khi ta đưa tử sĩ về có một số là xác của bọn lính pol pot trời sáng mới phát hiện ra chiều ngày hôm đó sư đoàn thông báo trận đánh trong ngày 15 tháng 1 năm 1979 của các đơn vị tiểu đoàn trinh sát trung đoàn 20 tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 10 sư 339 ta đã tiêu diệt và bắt sống gần 500 tên phá hủy nhiều kho tàng và thu rất nhiều vũ khí các loại bên ta tổn thất Số thương binh và tử sĩ gần 100 cán bộ chiến sĩ. Riêng tiểu đoàn trinh sát hy sinh 7 cán bộ chiến sĩ, bị thương gần 20 cán bộ chiến sĩ. Trung đoàn 20 tổn thất nhiều nhất. Sư đoàn cũng thông báo ta đánh và làm chủ hai cứ điểm của chúng tại ngã ba Bát Đăng, Tây Nam U Đông. Tàn quân của chúng bỏ chạy hết về hướng tỉnh pusat. sát. Ngày 16 tháng 1 năm 1979 chúng tôi được nghỉ sau một ngày truy quét địch sáng nay mọi người lại ăn lương khô thay cơm tôi anh thái thằng hùng xách súng đi kiếm xem có gì ăn không nghĩ tới cảnh mấy hôm trước lính ta đi lung tung đạp phải mìn thấy ớn quá rồi ôm cái bụng đói mà quay về lính trung đội không biết làm gì hơn là ngồi tán gẫu tán mãi cũng hết chuyện anh tường bày ra cái trò đánh bài tú lơ khơ ai thua thì bị bôi một vệt nhọn nồi anh lôi ra bộ tú lơ khơ được bọc cẩn thận trong túi ni lông rồi nói làm gì thì làm tao cũng cất bộ bài này trong đáy ba lô chết thì thôi mà còn sống thì còn cái để chơi trong lúc rảnh rỗi anh thái gọi anh nuôi đem cái nồi cơm ra cuộc sát phạt trong trung đội bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra trung đội chia làm hai phe đang hăng máu lên rồi cãi nhau om sòm vì tội ăn gian bỗng nghe tiếng đại đội phó linh làm gì mà ầm thế chúng tôi ngẩng mặt lên thấy anh phì cười chắc lúc này bọn tôi giống như những thằng hề anh tường hỏi anh linh có chuyện gì không anh có đấy anh linh trả lời tà keo bị mất rồi lệnh của quân khu ngày mai sư đoàn quay về ngay để lấy lại tà keo nghe anh linh nói xong mặt chúng tôi buồn hiu lại đánh nhau bao giờ mới chấm dứt cuộc chiến đây? Hội đánh bài giải tán, mỗi người về vị trí của mình và chìm trong suy tưởng. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 1979, đội hình sư đoàn quay về Puchentong để về thành phố Nông Penh, đi hướng lộ 3, quay về đánh lấy lại tà keo. Từ hướng U Đông quay về Puchentong và về lộ 3, quân ta liên tục bị bọn Pol Pot phục đánh. Trung đoàn 2 đi trước đội hình, vừa đi vừa mở đường. Qua 3 ngày đột phá nhiều ổ hỏa lực, ta mới giải phóng được 18 km đường từ U Đông đến ngã ba Puchentong và về lộ 3. Trước đó trung đoàn 20 phải ở lại giữ địa bàn. Sau đó bàn giao địa bàn U Đông lại cho sư đoàn 339. Bây giờ cũng hành quân về với đội hình của sư đoàn. Cũng thời gian này, Bộ Tư lệnh chiến dịch điều một số sư đoàn đang đóng ở thành phố Nông Penh về đánh lấy lại tỉnh Tà Keo, Campốt. Đi trước chúng tôi mở đường về đánh lấy lại tỉnh Tà Keo và Campốt đã có sư đoàn 320 thuộc quân đoàn 3, Lữ đoàn xe tăng, nhưng đội hình sư đoàn tôi lúc quay về vẫn liên tục bị bọn Pol Pot đánh chặn. Trước tình hình khó khăn của sư đoàn, tình hình của địch cả trăm tử sĩ thương binh của ta không thể đưa về cứ của quân khu 9 được sư đoàn quyết định để lại một bộ phận lo giải quyết thương binh tử sĩ và để các loại xe pháo hạng nặng lại đây số còn lại hành quân bộ về tà keo vừa đi vừa đánh địch và chi viện cho nhau do trên đường đi bọn giặc luôn tìm cách ngăn chặn vì chúng biết ta đang quay về để phản công lấy lại tà keo nên từ một giờ chiều ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến sáu giờ chiều ngày hai mươi hai tháng một năm 1979, đội hình của sư đoàn mới về đến phía bắc thị xã Tà Keo. Còn cách thị xã khoảng 12 km, khoảng cách từ cửa khẩu tịnh biên nước ta đến thủ đô Nông Penh là trên 110 km, từ thị xã Tà Keo đi Nông Penh là hơn 50 km. Quân ta ban ngày hành quân đến 6 giờ chiều nghỉ, đội hình không đi đêm nhằm tránh tình trạng bọn Pol Pot tập kích đánh lén. Tuyến đường từ Nông Pinh đến vị trí tập kết của sư đoàn trong chiều 22 tháng 1 năm 1979 dài hơn 40 km mà chúng tôi phải vừa đi vừa đánh bọn Pol Pot chặn đường mất mấy ngày. Đói thật là đói, đói ơi là đói, bụng ai cũng sôi sục lên, trên vai lại phải mang vác vũ khí, chân tay rã rời, bước thấp bước cao giữa cái nắng như thiêu đốt của xứ sở này. Ấy vậy mà ngày đêm đó Chúng tôi nghe tiếng súng đùng đùng Kéo dài Hỏi ra mới biết Sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 8 Trung đoàn 30 Đánh chiếm cầu sập trên trục lộ 2 Ngay ngày hôm sau Sư đoàn điều chỉnh đội hình Đứng chân đánh địch phản kích Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt Ta quyết giành lại thị xã Tà Keo Còn bọn chúng quyết giữ cho được thị xã Lực lượng của chúng dồn về đây rất đông Có cả xe tăng thiết giáp pháo 105 Nhiều lúc ta đánh chiếm được một địa điểm nào đó Nhưng không bao lâu sau Chúng lại đánh bật ta ra và chiếm lại Xung quanh khu vực thị xã Tà Keo Chỗ nào cũng nghe tiếng súng giao tranh giữa ta và địch Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1979 Đại đội tập trung các trung đội và phân công nhiệm vụ Trung đội tôi có nhiệm vụ kết hợp với tiểu đoàn vận tải sư đoàn Đi cùng với tiểu đoàn 5, trung đoàn 20 chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau nhiệm vụ đại đội phân công cho trung đội tôi trong ngày hôm đó cứ tưởng nhẹ nhàng nhưng thực tế lại hết sức vất vả thà rằng cầm súng đánh nhau lúc chiến đấu dù là đánh vận động nhưng mọi người cố tìm địa hình địa vật để che chắn cho mình trong di chuyển thương binh tử sĩ nếu có thương binh đạn bắn như mưa lính trinh sát vẫn chạy tới bất chấp nguy hiểm không phải chiến sĩ quân y lúc đó cũng trở thành quân y đã là lính trận ai cũng có băng gạc cứ lấy của họ mà băng bó vết thương băng bó xong xuôi đưa về phía sau ông nào nhỏ con còn đỡ gặp mấy cha to con vừa cõng vừa lôi vừa chạy vừa ngã chuyển từ sĩ thì nhẹ nhàng hơn kinh nghiệm vận chuyển từ sĩ được truyền từ người này sang người kia lấy tấm tăng cho anh ta nằm trên đó buộc lại cùng với tấm tăng dùng dây kéo đi, vừa an toàn vừa đỡ mệt. Sau một ngày đón đưa thương binh, tử sĩ, quần áo lẫn cơ thể, người nào cũng có máu khô, máu tươi, đóng thành vệt. Trong đội tôi có thằng Tùng, nhập ngũ tháng 8 năm 1978, quê ở Hà Nam Ninh, bị trúng hai viên đạn nhọn vào ngay ngực. Đang lúc bỏ lên đưa thương binh về tuyến sau, hy sinh tại chỗ. Thằng Hương quê Thái Bình nhập ngũ năm 1978, bị thương nhẹ do mạch M79. Tôi cũng bị mấy miếng nhỏ của đạn M79 vào chân, vào ngón giữa của bàn tay phải. Chẳng hề gì, y tá lấy pen gắp mảnh đạn ra, xoa ít cồn, thế là xong. Có một miếng đạn nhỏ ở đốt thứ hai của ngón tay giữa còn sót lại. Sau này tôi mới phát hiện ra, do khi rảnh rỗi, tôi hay ấn tay vào vết sẹo, nơi đó có thấy nhói đau cho đến bây giờ nó vẫn nằm tại vị trí đó thế mới biết lính vận tải cũng chẳng sung sướng gì thường mọi người cứ cho rằng lính vận tải ở tuyến sau ít bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên thực tế thì lại không phải như thế buổi chiều hôm đó lính của đại đội tôi bắt được cả chục con gà súng đạn loạn xạ chúng trôi rúc vào các bụi cây cứ thế lính ta chụp cổ đem về Lúc đó ngoài bọn Pol ra Làm gì có ai ở mà sợ vi phạm chính sách dân vận Trung đội tôi được chia hai con Thao tác thật nhanh Người nấu nước làm lông Người bắt sẵn nồi cháo bằng gạo sấy Khi nồi cháo sôi Cũng là lúc gà được làm xong Cho vào nồi Anh Tường nói Ăn một con thôi Một con để mai Nhưng mấy anh tiểu đội trưởng la toáng lên Làm hết đi Có biết sống đến ngày mai hay không anh Tường chẳng nói gì Chưa đầy 20 phút Chúng tôi có nồi cháo gà Ở ngay chiến trường Trên cả sự tuyệt vời Bù lại năng lượng mà cả hơn tuần nay Phải ăn gạo sấy, lương khô Mà gạo sấy với lương khô Cũng chẳng có nhiều để ăn Cũng trong ngày 23 hôm đó Khi tiểu đoàn trinh sát đi phối hợp Với các đơn vị đánh địch Thì bọn Pol Pot danh ma Đã đưa một bộ phận luồn sâu Vào sư đoàn bộ tính làm thịt các vị chỉ huy của ta. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, một bộ phận của tiểu đoàn công binh và tiểu đoàn thông tin đã dũng cảm đánh địch, chặn bắt 25 tên, 10 khối bộc phá và súng ống các loại. Một tin vui bất ngờ đến cho chúng tôi trong ngày 24 tháng 1 năm 1979. Bộ quốc phòng điều máy bay vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược cho sư đoàn và vận chuyển thương binh từ Sĩ về nước. Được tiếp thêm sức mạnh từ hậu phương Bộ tư lệnh sư đoàn quyết định Tổ chức phản kích Giải phóng lại thị xã Tà Keo Đội hình sư đoàn bố trí tác chiến như thế nào Tôi là lính không biết Nhưng biết rằng Tất cả các trung đoàn 2, 20, 24, 30 Từ hướng lộ 2, lộ 3 Chia làm nhiều mũi Cùng tập trung đánh vào thị xã Tà Keo những năm sau này, tôi đã hai lần đến thăm lại thị xã Tà Keo, thăm lộ 2, lộ 3, đường sắt Tà Keo, hồ nước, ngã tư Ang Tờ Som, những địa danh gắn liền với cuộc chiến ác liệt giữa sư đoàn 4 với lính Pol Pot. 7 giờ 30 phút, tối ngày 25 tháng 1 năm 1979, chúng tôi hành quân cùng sư đoàn bộ về hướng thị xã Tà Keo. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi sát, bảo vệ sư đoàn bộ đề phòng địch tập kích từ phía sau vào sư đoàn bộ. Đây là đầu não chỉ huy của toàn sư đoàn. Nếu không may có sự cố không hay xảy ra, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ không có bộ phận chỉ huy từ trên xuống sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Phía trước chúng tôi là các trung đoàn bộ binh đang án ngữ tại các tuyến đường vào thị xã Tạc Keo. 9 giờ đêm, đội hình sư đoàn bộ dừng lại đóng quân cách thị xã Tà Keo khoảng 8 km. 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 1979, trung đội tôi đã cơm nước xong, súng đạn được kiểm tra cẩn thận, chờ lệnh. 5 giờ sáng, chúng tôi nghe ba bề bốn bên vang lên tiếng súng đạn các loại. Dưới sự chỉ đạo của bộ tư lệnh sư đoàn, tất cả các đơn vị đồng loạt nổ súng tấn công vào các vị trí đóng quân của địch. Chúng tôi được các anh cán bộ đại đội cho biết Khó khăn lớn nhất của quân ta khi đánh vào thị xã Tà Keo là gặp hai hồ nước của chúng. Chúng chống trả quyết liệt, làm cho lực lượng ta tổn thất không hề nhỏ. Cả ngày hôm đó, nhiệm vụ của đại đội tôi tổ chức canh phòng cẩn mật, đề phòng bọn Pol Pot tập kích vào sư đoàn bộ. Mặc dù ở xa các đơn vị bộ binh từ 3 đến 4 km, nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng súng đạn vang rền. Càng gần về trưa, tiếng súng đạn càng nhỏ dần, đồng nghĩa với quân ta đang tiến dần vào trung tâm thị xã Tà Keo. Đến quá trưa, chúng tôi nghe tiếng động cơ xe tăng và pháo trên xe tăng ở lộ 2 bắn ra dữ dội. Hỏi mấy anh cán bộ đại đội về tình hình chiến sự đang diễn ra, các anh cho biết địch tập trung ở khu vực gần ngã tư Ang Tà Som. Ngã tư Ang Tà Som là giao giữa nhánh của trục lộ 2 và trục lộ 3 cách thị xã Tà Keo khoảng 16 km, cách thị xã tỉnh Campot hơn 60 km. Đã dùng 3 xe GMC chở lính tăng cường vào thị xã. Bị pháo DKZ-75 của ta bắn cháy hai chiếc, còn một chiếc tháo chạy. Địch tiếp tục dùng 8 xe tăng và xe bọc thép ra án ngữ lộ 2. Ngã tư đường sắt nhằm chặn hướng tiến công của ta vào thị xã. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt ta và địch giành nhau từng bờ cây, ụ mối, chiếc cầu. Với sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, quân giặc phải lui dần về phía sau. Thông tin các đơn vị báo về sư đoàn. 4 giờ chiều ngày 26 tháng 1 năm 1979, ta làm chủ thị xã Ta Keo. Được biết, Bộ Tư lệnh Chiến dịch tăng cường cho sư đoàn bộ một trung đoàn gia định của quân khu 7 và hai tiểu đoàn đặc công của bộ nhưng đến chậm chưa kịp tham chiến chưa kịp tham gia chiến dịch giải phóng tà keo khi nhận được tin chiến thắng đội hình sư đoàn bộ tiến về thị xã vị trí đứng chân của sư bộ đối diện ngay hồ nước nơi mà tà mốc cách đây hơn nửa ngày đã trực tiếp chỉ huy lính pol pot đánh trả ta quyết liệt cũng là nơi mà trước kia tà mốc sinh sống ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sau khi giải phóng tà keo sư đoàn triển khai đội hình phòng thủ chốt giữ thị xã phía tây và phía nam sư đoàn đã bố trí hai trung đoàn hai mươi ba mươi án ngữ đây là hai hướng chính yếu mà bọn pol pot sẽ lợi dụng từ trên dãy núi giáp đường ba đánh tới trung đoàn hai chốt giữ ở hướng bắc các tiểu đoàn trinh sát công binh tiểu đoàn ba thuộc trung đoàn hai làm lực lượng dự bị cho sư đoàn thời gian này Sư đoàn 320, quân đoàn 3 vẫn tiếp tục tham gia phối hợp tác chiến với các đơn vị bạn. Trong đó có sư đoàn 4, giành lại đường 3, khu vực Tà Keo, Campos. Ngày hôm nay là ngày 29 Tết âm lịch, tức ngày 27 dương lịch. Ngày mai là bước sang năm mới rồi. Ai cũng thẳng thốt, Tết về rồi đó ư. Tự nhiên một không khí trầm buồn dâng lên, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương mới có vài tháng mà đã cách xa nhà hàng nghìn cây số mới có mấy tháng mà bước chân chúng tôi đi không biết bao nhiêu là vùng đất ở cái xứ sở này mới tết năm trước còn đoàn tụ với gia đình đêm ba mươi cùng mẹ và các em canh nồi bánh trưng háo hức chờ cho tới giao thừa để châm lửa đốt pháo tết này đã ở chiến trường trong không khí sặc mùi thuốc súng nghe tiếng đạn pháo chết người Chứ không phải pháo giấy như ngày nào Mới hôm nào Đồng đội còn đầy đủ Còn tán gẫu Kể chuyện cho nhau nghe Những chuyện trên trời dưới đất Giờ có người đã trở về với cát bụi Chỉ biết ngửi mùi nhang khói Tết về Cha mẹ chờ trông Em thơ mong ngóng Nhưng biết làm sao Khi giặc thù còn đó Chúng muốn tàn phá giải đất biên cương Muốn quê hương đất nước mình phải ngập chìm trong biển máu tôi cũng như tất cả những người dân việt nam yêu nước chúng ta yêu hòa bình chúng ta yêu hoa hồng nhưng kẻ thù buộc ta ôm cây súng hẹn một ngày chiến thắng khúc khải hoàn ca vang lên ta lại quay về với đất mẹ yêu thương khẩu phần tết của mỗi chúng tôi được một đòn bánh tét một cân thịt heo muối nửa cân đường một lon sữa bò hai gói thuốc mai Ngày nhận nhu yếu phẩm Tết là ngày 27 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày 29 Tết. Nhiều sư đoàn cũng tham chiến ở mặt trận Tà Keo, Campos, nhưng phải ăn Tết sau do đơn vị chủ quản vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm lên không kịp hoặc xe vận chuyển bị bọn Pol Pot phục bắn cháy, cướp hàng. Ngày Tết là ngày vui chơi, nhưng ngày Tết của chúng tôi phải trực chiến cao độ. Theo nhận định của sư đoàn, địch sẽ phản kích vào các đơn vị trong những ngày Tết nhằm lấy lại tà keo một lần nữa. Nhận định của cấp trên hoàn toàn chính xác. Vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày mùng 1 Tết năm 1979, bọn Pol Pot dùng pháo 105 mi, pháo 37 mi bắn vào thị xã Tà Keo. Chúng sử dụng cối 8, cối 6, súng hỏa lực 12 ly 7, súng trung liên M79 và vũ khí các loại tấn công ta vào hướng Tây và Tây Nam của thị xã. Do ta phòng bị từ trước, trung đoàn 20, trung đoàn 30 đã đánh bật địch ra ngoài. Được biết, tối hôm giao thừa và tối mùng 1 Tết, gần như đơn vị nào cũng bị chúng tập kích. Do ta đã đề phòng, vì vậy không có thiệt hại lớn xảy ra. Riêng sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc, sau tập kích đêm giao thừa, mấy ngày Tết đều yên ổn. Có lẽ chúng đã biết ta canh phòng rất cẩn thận Nên không dám mò vào Không biết bọn Pol Pot có phải nhân đạo Hay chúng biết ta cảnh giác cao độ Mà mấy ngày Tết gần như yên ổn Chỉ sau ba ngày Tết Chúng lại tập trung đánh phá ta Đơn vị nhận được lệnh từ sư đoàn Chuẩn bị đánh lớn Mất tà keo Địch rất cay cú Chúng dồn hết lực lượng của quân khu Tây Nam Về đây phản kích Hòng lấy lại thị xã bọn địch tập trung nhiều nhất ở lộ 3 và ngã tư Ang Tà Som liên tục tổ chức đánh ta dọc lộ 3. chúng dựa vào dãy núi Tượng Lăng cao nguyên Poco ở gần đó chúng ẩn nấp và lấy đây làm công sự làm bàn đạp để tấn công ta vào thời điểm này sư đoàn 330 và sư 339 đã bàn giao tỉnh Pù Sát và U Đông lại cho quân đoàn 4 để trở về cùng sư đoàn 4 tham gia đánh địch, giành lại khu vực quốc lộ 3 và ngã tư Ang Ta Som. Trong đội hình lại thêm sư 320, lữ đoàn tăng. Đội hình cả năm đơn vị phối hợp với nhau, mở những cuộc tấn công truy quét liên tục trong một tuần lễ, đã đẩy chúng chạy sâu vào trong các cánh rừng. Nhiều lúc đội hình sư đoàn, các trung đoàn phối thuộc với nhau đi lẫn lộn, lính ta cứ gặp nhau là hỏi để tìm đồng hương có lúc lính các sư các đơn vị hỏi thăm nhau làm ồn ào náo nhiệt cả quãng đường hành quân và rồi cũng nhận được đồng hương để tranh thủ hỏi han trò chuyện trên đường hành quân tôi gặp lại nhánh người cùng xã khác làng nhánh to con đang vác đế cối một trăm hai mươi ly bước những bước đi nặng nề tôi tách ra khỏi đơn vị chạy lên gọi nhánh 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 quay lại nhìn Tôi mừng lắm Hai tôi hỏi thăm sức khỏe của nhau Tình hình anh em ở trong xã Nhánh cho biết Nhánh và cẩn được bổ sung vào đại đội hỏa lực Của Trung đoàn 20 Cùng sư đoàn bộ binh 4 Khi Trung đoàn đánh vào thị xã Tà Keo Trận đánh diễn ra rất ác liệt Có thời điểm quân Pol Pot Đánh bật quân ta ra khỏi thị xã Ở trong trận đó Cần bị thương vào chân Không chạy được đã bò vào bụi rậm tránh bọn chúng. Bọn chúng thấy có vết máu, rồi lần theo. Chúng lôi cẩn ra rồi hành hình. Khi đơn vị phản công chiếm lại thị xã, thì khuôn mặt cẩn đã biến dạng. Chúng đập đầu, lột ra, hành hạ cho đến chết. Tội nghiệp cẩn, một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, ít nói hay cười. Lúc này dân Campuchia từng đoán, da trẻ, lớn bé, quần áo lôi thôi, lếch thách, tay sách, vai mang nồi niêu song chảo để trở về quê cũ. Một hình ảnh tôi không thể quên được khi đại đội tôi tổ chức đi truy quét là một bà mẹ mặc bộ quần áo rách nát, bế trên tay đứa trẻ đen thủi trần chuồng, khoảng 4 tuổi, mặt nhắm nghiền, ngồi ngay vệ đường, nước mắt rơi là chả. Anh phiên dịch thấy vậy dừng lại hỏi, chị ta nói, đói quá, không còn sức bước nổi nữa. Tôi nghe anh phiên dịch nói lại. Tôi đưa tay mở ba lô, lấy một hộp sữa và ít đường còn lại. Cộng thêm phong lương khô mới được đơn vị phát mấy hôm trước, đưa cho chị ta, rồi tiếp tục bước đi theo đơn vị. Thấy hành động của tôi, những người đi sau cũng thỏ tay vào ba lô, móc được cái gì thì đưa cái đó cho đoàn người đang đi ngược hướng của chúng tôi. Có một sự kiện trong tháng 2 năm 1979. Đó là vào ngày mùng 9 hay mùng 10, tôi không nhớ rõ. Đồng chí Thượng tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, thay mặt Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đến thăm chúc mừng những chiến thắng của sư đoàn 4. Đương nhiên, chúng tôi được ăn ké không những tinh thần mà còn có cả vật chất, nào là sữa, đường, thuốc lá. Những ngày gần trung tuần tháng 2 năm 1979, gần như ngày nào chúng tôi cũng phải đi truy quét cứ 7 giờ sáng Cơm nước xong xuôi Chúng tôi được lệnh hành quân Chiến dịch truy quét này Có rất nhiều sư đoàn tham gia Sư đoàn 4 Sư 8 Sư 320 Sư 330 339 310 Cấp trên gọi là chiến dịch 2B Đội hình đại đội tôi dàn hàng ngang tiến về phía trước Khi đến mỗi dãy nhà sàn Từ xa phải thật cảnh giác Không ít trường hợp do chủ quan bọn chúng trong nhà sàn nhắm bắn lính ta thương vong rồi bỏ chạy gần trưa bình tông ai cũng cạn nước khu vực chúng tôi truy quét dân trồng rất nhiều dừa chỉ cần đưa tay ra bẻ chẳng phải leo trèo gì mặc dù chính sách dân vận đã ban không được lấy bất cứ thứ gì của dân campuchia nhưng mà khát nước quá đơn vị mượn tạm ít trái xài cho đỡ khát có dịp sẽ trả lại sau nước dừa thay thế cho nước giếng lính ta chưa có kinh nghiệm đúng lý ra chỉ nhấp môi cho đỡ khát đằng này cứ uống thỏa thích tưởng đâu vừa đỡ khát lại tăng thêm sức khỏe và cái kết phải nhận bụng thì ọc ạch nặng bụng khó chịu suốt cả ngày đi truy quét lần sau cho dù khát cháy cổ nếu có nước dừa cũng không dám ngửa cổ tu dù chỉ một hơi mà cho vào bình tông lâu lâu nhấm nháp làm dịu cơn khát được cái đơn vị tôi các thủ trưởng cũng dễ tính miễn sao lính đừng có làm quá nghiêm khắc quá lính lấy đâu ra sức để đánh nhau mà trong trận chiến ranh giới giữa sống và chết chỉ nằm trong tích tắc nghe nói có đơn vị bạn do khát nước quá một anh trung đội trưởng chỉ bẻ cây mía ăn không may đang ăn gặp cán bộ tiểu đoàn đi đồn đốc quân, lập tức anh bị giáng xuống làm chiến sĩ và phải vác hỏa lực. Rồi chuyện ở sư đoàn 307, lính ta chỉ ôm một cô gái Campuchia, chưa kịp làm gì, người mẹ cô này báo cáo với cán bộ tiểu đoàn, tiểu đoàn báo cáo trung đoàn, chỉ huy trung đoàn cho vệ binh trung đoàn xuống đơn vị bắt anh ta ngay. Ít ngày sau, anh ta bị tử hình tại nơi gây án, có chứng kiến của người dân ca, anh là người khánh hòa nhập ngũ tháng 8 năm 1978. Thương tâm nhất là ở sư 341, có anh tham mưu trưởng trung đoàn. Trong chiến đấu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng vì một phút không làm chủ được mình, đã cưỡng cô gái ca. Và hậu quả là anh bị tòa án binh tuyên án tử hình trên đất ca. Hay vụ ở mặt trận 779 quân khu 7, tử hình 5 cán bộ chiến sĩ do vi phạm dân địch vận. Có một điều lạ mà những năm sau này tôi không thấy. Khi mới sang đất Campuchia, ruồi rất nhiều, càng vào sâu càng nhiều ruồi. Có ngày chúng bu kín vào chúng tôi trên đường hành quân, không có cách nào để đuổi được. Tôi không hiểu tại sao có một loại ruồi lại sinh sản nhanh đến thế. Không biết chúng sống được trong bao nhiêu ngày, nhưng trên xác động vật hoặc trên phân các loại động vật vừa thải ra chỉ cần bầy ruồi đậu vào Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau Là ruồi đã nở thành ruồi Ruồi cũng làm trở ngại cho ta trong sinh hoạt Mỗi khi ăn cơm Chúng tôi phải răng màn Nếu không thì món ruồi sống Sẽ tự động bay vào họng Cung cấp năng lượng tức thì Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra Mặc dù mặt trận cứu nước Campuchia Công bố với nhân dân trong nước và trên thế giới Ngày 7 tháng 1 năm 1979 đất nước chùa Tháp đã được giải phóng khỏi họa diệt chủng của Pol Pot. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến vẫn diễn ra rất ác liệt và thực sự mới bắt đầu trên đất ca. Bọn chúng đã tàn rã nhanh chóng, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi đánh lại chúng ta. Thương binh tử sĩ nằm ở bệnh xá sư đoàn lúc nào cũng có. Trong những ngày tháng 2 năm 1979, cuộc chiến diễn ra rất ác liệt Gần như ngày nào chiến sự cũng xảy ra Không đơn vị này đụng độ với địch Thì đơn vị khác Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát Chủ yếu là đi trinh sát Và bảo vệ sư đoàn bộ Nhưng ở thời điểm này Chức năng của lính trinh sát Cũng giống như lính bộ binh Đâu cần là sư đoàn điều động đến đó Khoảng 10 giờ trưa Một ngày gần giữa tháng 2 Năm 1979 Lệnh của đại đội trưởng Đại đội trinh sát tôi Tất cả các trung đội chỉ trừ anh nuôi Chuẩn bị vũ khí lên hỗ trợ cho tiểu đoàn 2 Trung đoàn 2 Sư đoàn bộ binh 4 Cùng đi với đại đội tôi là đại đội 1 Có một điều lạ Cùng ở quân khu 9 Nhưng bọn Pol Pot chủ yếu tìm sư đoàn 4 để đánh nhau Hoặc khi đụng độ với lính sư đoàn 4 Chúng rất lì lợm chống trả Trong khi đó Nó ít dám đụng đến sư đoàn 330 anh hùng Nếu gặp sư 330 Là chúng vội vàng rút chạy Chắc dự âm của trận đánh Tại Phú Cường, Bảy Núi, An Giang Vào tháng 1 năm 1978 Ta tiêu diệt 1.200 tên Bắt sống gần 100 tên bồn Mà sư 330 là chủ lực Làm cho chúng khiếp sợ Chúng tôi thường đi sát sư 330 Nhưng đánh trận nhiều nhất Lại là sư đoàn bộ binh 4 Hai đại đội Một cánh trái, một cánh phải Tiến về phía tiếng súng đang nổ tiếng súng cách chúng tôi chừng 7 km theo hướng Tây. Chúng tôi tiến quân qua các vườn tiêu, dân đã bỏ hoang lâu năm. Dây tiêu bò ngang dọc, cọc tiêu ngả đổ, làm vướng víu bước chân. Đội hình vừa đi vừa chạy, đi được 40 phút, đơn vị cách tiếng súng nổ vài trăm mét. Đại đội trưởng ra hiệu, tất cả dừng lại chờ lệnh. Chiến sĩ phụ trách máy điện đàm đưa máy cho đại đội trưởng nói chuyện trực tiếp về trên. Năm phút sau, ban chỉ huy đại đội hội ý chớp nhoáng và phân công nhiệm vụ cho từng trung đội. Đại đội trưởng cho biết một đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh 2, đang bị địch bao vây, cô lập. Hiện con số của đại đội bạn chỉ còn mấy chục tay súng, do các trận đánh trước, hy sinh và bị thương nhiều. Trên chưa bổ sung quân kịp. Khi tiểu đoàn điện về trung đoàn tăng cường quân từ các đơn vị khác đến hỗ trợ, nhưng trung đoàn cho biết... Tất cả các tiểu đoàn hiện đang đánh nhau và trung đoàn điện lên sư đoàn, xin quân hỗ trợ cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 bộ binh. Lính trực tiếp của sư đoàn bộ hay đánh đấm là tiểu đoàn trinh sát. Hồi đó lính tiểu đoàn trinh sát có câu, "Đâu cần cứu, sư đoàn trinh sát." Qua điện đàm với trên và trao đổi với đơn vị bạn, được biết trước mặt chúng tôi là tiểu đoàn 2. Như vậy hai đại đội trinh sát phải có nhiệm vụ từ hai cánh bọc phía sau đánh lên. Theo hợp đồng tác chiến, lúc nào quân ta phía sau đánh lên, tiểu đoàn 2 xung phong đánh tới. Dưới sự chỉ huy của cán bộ đại đội, chúng tôi vòng ra phía sau, vận động lên. Khi nghe tiếng súng ở cự ly rất gần, đã phân định rõ hai bên, ta và địch. Khoảng cách giao tranh giữa tiểu đoàn 2 và bọn Pol Pot trên 100 mét, quân ta đa đang ở thế cầm cự. Khu vực đang xảy ra chiến sự là một chảng lớn toàn cỏ chanh cao ngang đùi và cây bụi xen lẫn những rặng che già để tránh bọn pol pot phát hiện. Khi vòng qua chảng cỏ chanh, chúng tôi phải bò lá cỏ chanh nhọn và sắc làm ai cũng tay chân mặt mũi dớm máu. Luồn sâu qua khu vực bọn pol pot gần 200 mét, đơn vị dừng lại. Đại đội trưởng triển khai kế hoạch chiến đấu. Lúc này bên đại đội bạn cũng thông báo sang đội hình đã nằm sau lưng địch. Theo sự phối hợp, tất cả hai đội đội dàn hàng ngang tiến lên, khoảng cách giữa các chiến sĩ trên dưới 4 mét. Không đầy 2 phút sau, chúng tôi đã tiếp cận với địch. Khi cách địch chừng 40 mét, tất cả đồng loạt nổ súng. Tiếng súng bên tiểu đoàn trinh sát vừa vang lên, cũng là lúc nghe tiếng súng phía tiểu đoàn 2 phản công. Bị đánh bất ngờ từ phía sau, bọn Pol Pot lui dần và cố thủ ở các dạng tre chứ không bỏ chạy Bọn này rất tinh quái Đã chọn những dạng tre, trúc, mọc dây đặc làm công sự Đạn nhọn các loại bắn vào chẳng hề hấn gì Bọn chúng bắt đầu củng cố đội hình phản công lại ta Đạn các loại từ các bụi tre bắn ra như mưa Đội hình của tiểu đoàn trinh sát phải trựng lại Đã có chiến sĩ thương vong Phía trên chúng tôi Tiếng súng của tiểu đoàn 2 vang lên từng đợt và hình như cũng bị chặn bước tiến khi chúng quyết cố thủ. Một ổ hỏa lực 12 ly 7 từ trong dạng tre bắn ra. Chúng di chuyển rất nhanh dọc theo dạng tre. Vừa bắn ở vị trí này, chưa đầy một phút đã ở vị trí khác. Chúng di chuyển như vậy, vừa là tránh ta bắn trả, vừa là nghi binh. Ta cho rằng chúng có nhiều ổ hỏa lực làm chặn bước tấn công của ta. Đại đội trưởng ra lệnh cho tất cả các loại súng B-40, B-41 từ các trung đội cứ nhè dặn tre mà nhả đạn. Với sức nóng của loại đạn B-40, B-41, các dạng tre lửa bắt đầu cháy nhỏ rồi cháy lớn. Tiếng súng đạn của hai bên xen lẫn tiếng nổ của tre nứa, khói bụi bốc lên, gian cả một vùng. Nhưng cháy dạng tre này, chúng lại chuyển sang dạng tre khác, và súng đạn hai bên vẫn vang rền. Anh Hoàng đại đội trưởng Cách tôi chừng 15 mét Anh đang truyền lệnh cho tôi Tôi không nghe rõ Tôi đã bắn bốn trái đạn B41 rồi Tai hơi ù Lại thêm xung quanh tiếng súng loạn xạ Biết tôi không nghe rõ Anh đang trú ẩn dưới gốc cây Lao về phía tôi Bỗng anh sựng lại Rồi ngã sấp xuống Một trái M79 nổ ngay trước mặt anh Tôi lao lên Kéo anh về vị trí ẩn nấp Máu trong miệng anh trào ra Mắt nhắm nghiền Anh đã tắt thở Một mảnh đạn M79 găm ngay ngực trái của anh Trong những lúc rảnh rỗi Chúng tôi được các anh trong ban chỉ huy đại đội kể lại Anh Hoàng nhập ngũ đầu năm 1972 Anh là người trực tiếp tham gia đánh thành cổ Quảng Trị Trong 81 ngày đêm May mắn là anh còn sống Sau trận đánh đó Anh từ binh nhất được phong lên chuẩn úy Giữ chức đại đội phó Năm 1976, anh lại tham gia đánh mặt trận biên giới Tây Nam cho đến nay. Lớn nhỏ có cả trên trăm trận không bị sao, vậy mà trận này anh đã hy sinh. Anh ra đi để lại sau lưng là cha mẹ già, người vợ trẻ và đứa con thơ 3 tuổi. Súng đạn thật vô tình, không chừa một ai. Đại đội phó Linh thay anh Hoàng chỉ huy trận địa. Anh Linh người bến tre nhập ngũ năm 1974, dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, tính nóng như lửa. Trưởng thành từ mặt trận biên giới Tây Nam, anh được cấp trên đưa đi học bổ túc tại trường sĩ quan lục quân ở ngã ba Thái Lan, Long Thành, Đồng Nai. Thời gian học là 6 tháng. Học xong, phong quân hàm chuẩn úy và bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát sư đoàn bộ binh 4, giữ chức vụ đại đội phó. Anh Linh có cái tật Mỗi lúc nóng lên là chửi thề Bị các anh trong ban chỉ huy đại đội góp ý nhiều lần Anh hứa khắc phục Nhưng mỗi lúc bực lên quên khuấy mất Lại chứng nào tật đó Phải nói anh Linh nhanh như một con sóc Lúc ở trung đội này Chút xíu nữa đã có mặt ở trung đội kia Độ ly của anh cũng thật đáng nể Đạn bay vèo vèo cay tung mặt đất Anh như đang dẫn với tử thần Lợi dụng các chướng ngại vật mà thoát đi phát lại Chẳng sợ hiểm nguy gì Anh lệnh cho tất cả các trung đội Đồng loạt bắn M79 Và cối 6 vào dạng tre Nơi khẩu 12 ly 7 Khẩu cối 6 Đang khạc đạn vào quân ta Chỉ có bắn đạn cầu vồng rót xuống mới diệt được hết bọn này Các loại súng bắn thẳng Ngay cả B40, B41 Cũng chẳng nhầm nhỏ gì Vì vướng các bụi che dày một trái cối sáu của trung đội 1 rót vào dạng tre. Tiếp theo sau là tiếng cốc oanh của M79. Và rồi tiếng cối sáu, tiếng M79 liên tiếp bắn cấp tập. Vài phút sau, tiếng súng bên địch ngưng Đợi cho tiếng súng ngưng hẳn, ta bỏ lên dạng tre trúc. Chúng đã rút chạy. Ngay sau dạng tre là xác của hai thằng pháo thủ và khẩu 12 ly 7 cách 30 mét là xác của thằng bắn cối sáu hai thằng pháo thủ 12 ly 7 bị chúng dùng dây xích dài hơn 10 mét khóa vào chân khẩu súng. Xung quanh là các thùng đạn 12 ly 7 và khẩu M79 cũng đầy đạn. Thằng bắn cối 6 cũng chẳng khác gì, chân cũng bị khóa trong chiếc đế cối. Quanh khẩu cối còn có cả hơn chục trái đạn. Nó lại được trang bị thêm một khẩu trung liên, hai hòm đạn đang bắn dở. Như vậy chúng đã rút trong thời điểm anh Hoàng hy sinh. Lúc đó chúng đã tạo hiện trường giả, bắn liên tục vào quân ta. Và cũng là lúc chúng rút quân, chỉ để ba thằng lại với các loại vũ khí đánh nghi binh. Tụi này thật cáo, đoán không nuốt được tiểu đoàn 2, lại có quân ta lên hỗ trợ, đánh nhau một chập, chúng biến mất dạng. Phía trước tiểu đoàn 2 cũng xông lên, ta chỉ gặp ta, địa bàn của chúng, chúng chủ động rút quân ta biết làm sao. Sau trận này, Anh Linh giữ chức đại đội trưởng thay cho Anh Hoàng. Sư đoàn Điều Anh Phúc bên bộ phận Tham mưu sư đoàn xuống phụ trách đại đội phó đại đội 3 chính sát. Trong những ngày chúng tôi đi truy quét, có ngày gặp phải cả đại đội lính của chúng chống trả, bao giờ chúng cũng thua chạy và bỏ lại số xác. Lý do quân ta có mặt trên mọi hướng, khi nghe tiếng súng, lập tức các đơn vị xung quanh liên lạc cấp trên căn cứ và tình hình thực tế điều động quân lên yểm trợ tấn công đôi lúc quân ta chiến thắng quân mình không hiểu các bố điện đàm thông tin ra sao bọn địch đã rút chạy rồi hai cánh quân từ hai hướng chẳng ai chịu thua ai cứ sáp lại gần nhau đạn súng các loại bắn mịt trời cả hai cùng điện về bộ chỉ huy sư đoàn báo cáo tình hình chiến sự đang xảy ra bộ chỉ huy thấy hiện tượng bất thường cho thông tin dò sóng thì ra đều là quân ta lính trinh sát sư đoàn bộ binh 4 choảng nhau với lính bộ binh trung đoàn 20 sư đoàn 4 cũng may là trận đó không có tử sĩ hai đơn vị đều có người bị thương chúng tôi là lính trên sư bộ nên thường được nghe lọm các thông tin từ các anh cán bộ đại đội mà các anh cán bộ đại đội cũng nghe từ các anh cán bộ tiểu đoàn khi họp giao ban trên bàn tham mưu tác chiến của bộ tư lệnh sư lúc đó chúng tôi chỉ nghe phong phanh là trung quốc đang tập trung quân rất đông chuẩn bị đánh vào biên giới phía bắc để giải cứu cho tập đoàn pol pot có thể sư tôi sẽ được rút quân về phía bắc để đối địch nghe được tin trên chúng tôi mừng lắm sẽ về chiến đấu trên đất mẹ và có hy sinh cũng sướng hơn ở bên này lúc này bọn pol pot chắc được bọn quan thầy chúng thông báo về việc chuẩn bị đánh vào biên giới phía bắc nên chúng phản công lại ta rất quyết liệt và ta cũng tập trung quân tổng lực truy quét chúng trên mọi hướng. Khoảng trung tuần tháng 2 năm 1979, đại đội tôi được tiểu đoàn phân công đi truy quét. Vị trí truy quét cách nơi đóng quân 13 đến 15 km. Lệnh của đại đội, mỗi trung đội để lại hai người coi cứ. Như thường lệ, sáng mai cơm nước xong, ngoài vũ khí, mỗi người đem theo một nắm cơm vắt, và một bình tông nước. Mới hơn 6 giờ mà mặt trời đã đỏ rực, không khí oi nồng, ngột ngạt. Bốn trung đội do bốn cán bộ đại đội phụ trách, dàn hàng ngang vừa đi vừa mở đường. Mỗi trung đội cách nhau ước chừng 30 mét, các cán bộ chiến sĩ cách nhau từ 5 đến 7 mét. Rừng ở khu vực này toàn cây gỗ lớn, việc di chuyển đội hình rất dễ dàng. Đơn vị đi khoảng 10 km thì gặp một con sông rộng chừng 6 mét Sâu hơn 2 mét Đang mùa khô, nước trong vắt Gần như không chảy Toàn bộ đội hình lần lượt vượt qua sông Tôi giữ B41 nên cả đạn và súng Được bỏ vào trong bao ni lông Cột chặt làm phao bơi Người sang trước quăng dây Tôi một tay ôm bao đựng súng Một tay bám dây Hai chân khô nước nhẹ nhàng Đồng đội kéo sang Qua sông Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước Kể cũng lạ Bên này bờ sông là khu rừng gỗ lớn Bên kia sông là khu rừng gỗ tạp Với đủ các tầng sinh thái Đoạn rừng này mở đường khó khăn hơn Vì dây leo chẳng chịt Chúng tôi tiến hơn 1 km Thấy một con đường mòn rộng chừng 1 mét Lệnh của đại đội trưởng Linh Tất cả dừng lại quan sát Các trung đội vừa dừng lại Cũng đồng thời hàng loạt tiếng nổ Của các loại mìn lựu đạn vang lên Đội hình trung đội 1, 2 Rơi vào bẫy mìn lựu đạn của chúng Chúng gài các trái mìn, lựu đạn Liên hoàn với nhau cả một đoạn dài Chờ quân ta tiến Từ xa chúng giật dây Các chốt mìn lựu đạn văng ra phát nổ Ta hy sinh liền hai chiến sĩ Bị thương ba Trong đó có anh Phúc đại đội phó Cũng may là chúng không có mìn Claymore Là mìn định hướng Chỉ cần hai trái mìn này Thì đơn vị ăn đủ Và đội hình luôn giữ khoảng cách 5 đến 7 mét nên tổn thất là không lớn. Kèm theo tiếng mìn, lưu đạn nổ và các loại súng thì nhau bắn về phía ta. Đội hình của ta nhanh chóng vận động lên và giãn ra theo hàng ngang, khoảng cách là 4 đến 8 mét, tùy theo vật che đỡ là những gốc cây đủ che chắn đạn nhọn. Sau những loạt đạn của chúng, bên ta bắt đầu bắn trả. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi nghe thấy bốn hướng, Đông Tây, Nam Bắc đều có tiếng súng của bọn chúng. Đại đội trưởng đi cùng trung đội tôi nói: "Ta đã bị bao vây." Anh nói với liên lạc: "Chạy ngay báo cáo cho các trung đội, tất cả bố trí lại đội hình theo hình vòng cung, cầm cự tại chỗ, bắn thật tiết kiệm đạn và chờ đồng đội đến giải vây." Đồng chí liên lạc cấp tốc lao đi. Đại đội trưởng lệnh cho chiến sĩ thông tin dùng điện đàm báo ngay về tiểu đoàn xin quân lên ứng cứu. Khoảng 3 phút sau, chiến sĩ thông tin báo lại với đại đội trưởng tiểu đoàn đang điều C1 và C2 tới. Nếu nhanh nhất, C1 và C2 tới đây cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Trong khi địch càng ngày càng khép chặt vòng vây, ta không thể vừa đánh vừa rút lui vì bị dòng sông ngăn cách. Với chiều rộng là 6 mét lại sâu đến 2 mét, lực lượng ta lại ít hơn. Ta chỉ cần mạo hiểm qua sông, chúng sẽ tràn lên xóa sổ ta ngay. Hỏa lực của địch có B40, B41, Trung Liên, và bên ta cũng vậy Hình như bọn chúng đoán được Chiến sự xảy ra càng lâu Ta sẽ có quân cứu viện Vì vậy chúng tính đánh nhanh rút gọn Tất cả các mũi của chúng đều áp sát chúng ta Trước mặt tôi khoảng 50 mét Đã thấy các bóng áo đen tấp thoáng qua các lùm cây Chạy qua chạy lại Tôi chú ý quan sát thằng cầm súng trung liên Đang ngồi bắn xối xả về phía ta Nó lợi dụng các gốc cây Vừa bắn vừa di chuyển lên Phía trước nơi trú ẩn của nó khoảng 4 mét Có một gốc cây lớn Tôi đoán kiểu gì nó cũng mò lên gốc cây đó Tôi mở khóa an toàn khẩu B41 Tay đặt sẵn vào lẫy súng chờ đợi Đúng như dự đoán Nó khom người Xách khẩu trung liên lao tới gốc cây Chỉ chờ có thế tôi bóp cò Trái đạn nổ ngay chân Hất văng nó lên Cũng là lúc tôi nhao người sang gốc cây khác Cách vị trí cũ cả chục mét Mà tôi đã định sẵn từ trước kinh nghiệm chiến trường cho thấy Mỗi khi bắn xong một trái đạn hỏa lực Phải nhanh chóng rời vị trí Đất cát văng lên tung tóe Khi bên Pol Pot đáp trả Bằng trái B40 ngay sau đó Đúng tại chỗ tôi vừa nằm bắn Bọn chúng bắt đầu sử dụng cối 6 M79 Do tới tấp vào trận địa của ta Đạn rơi xuống Vướng những cây lớn Có khi nổ cả trên không Bên ta có thêm chiến sĩ bị thương Do mảnh đạn cối và mảnh M79 Chúng rất liều lĩnh Lợi dụng các gốc cây để sông lên Ta không bắn không được Mà bắn thì số lượng đạn lại có hạn Tôi đưa mắt quan sát xung quanh Nhìn sang hướng bên trái Cách tôi ước trên 40 mét Thấy một đứa con gái Người đen đậm Tóc để sát vai Bận bộ quần áo đen Đầu chít khăn rắn Đang một tay cầm khẩu B40 Thân súng trông giống như ống đánh lươn Đầu nòng gắn một trái đạn Trên dưới 2 kg một tay bám đất trườn lên, sau đó là mấy thằng. một tay cầm AK bắn gấp, một tay cầm trái đạn b bốn mươi cũng đang bò lên theo nó. đối diện hướng đó là tiểu đội trưởng Trung thuộc trung đội tôi. giữ b bốn mươi cách tôi chừng mười lăm mét. Trung trước mặt có b bốn mươi. tôi nói lớn. vừa nói xong thì hàng loạt viên đạn nhọn cắm phẩm phập vào thân cây nơi chỗ tôi trú ẩn. Trung đã phát hiện ra đứa giữ b bốn mươi một tiếng bùng bình vang lên ngay vị trí còn nữ bồn Pot giữ hỏa lực B40 và mấy thằng theo sau. Giữa đám khói bụi, tôi kịp nhìn thấy một thằng giữ AK, cơ thể co giật như người bị động kinh rồi nằm bất động xuống đất. Trung đội tôi, một B40, một B41, mỗi khẩu tất cả 8 trái đạn, giờ mỗi khẩu chỉ còn 3, không dám bắn nhiều. Khi nào thật cần thiết mới sử dụng. Lựu đạn của mỗi người cũng cạn dần, tất cả đại đội truyền miệng nhau, thấy từ 3 thằng trở lên mới được dùng lựu đạn và phải ném thật chính xác. Lúc này đại đội trưởng thoát ẩn thoát hiện tại các trung đội, anh dặn dò mọi người thật bình tĩnh, tự tin, sự có mặt của cán bộ đại đội đến từng công sự đã tiếp lửa cho mọi người. Súng đạn bốn bề vang lên, chủ yếu là của chúng, súng tiểu liên của ta chỉ nghe phát một nhưng đằng sau tiếng súng ấy Có thể là một mạng Pol Pot Có lẽ chúng biết ta càng lúc càng cạn vũ khí Nên chúng tấn công mỗi lúc một gia tăng Bọn Pol Pot đang xông lên từ mọi hướng Tôi thấy một thằng vung tay lên Trái liệu đạn chảy rơi xuống Vừa lăn vừa xì khói ngay trước mặt Nhanh như chớp Hướng chiến sĩ gần tôi lao lên đá bay về phía trước Rồi nhào về phía gốc cây Trái liệu đạn phát nổ Không ai việc gì một nhóm chừng 4 đến 5 thằng Đang mò lên hướng tôi Tôi cầm trái lựu đạn mỏ vịt Chờ cho chúng vào cách 30 mét Bình tĩnh rút chốt ra xong Nhầm trong đầu 1, 2, 3 Nhoài người nhắm mục tiêu ném Tiếng oanh vừa vang lên Kèm theo tiếng hét của bọn chúng Chắc chắn chúng không chết Thì cũng bị thương nặng Chỉ trừ một số trái lựu đạn Rút chốt nổ tức thì Còn đa phần khi rút chốt an toàn lựu đạn phát nổ trong vòng 5 giây đến 7 giây. Nếu ai mất bình tĩnh hoặc không rõ tính năng tác dụng, rút chốt an toàn ra ném liền ở khoảng cách gần, đối phương có thể chụp và ném lại. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, mặc dù trời nắng trang trang, nhưng xung quanh thuốc súng đạn của hai bên kèm theo bụi đất tạo thành một màn khói bảng lảng như mây mù. Chúng cố tấn công, đẩy ta rút chạy về phía bờ sông lợi dụng lúc ta bơi qua sông để chúng tiêu diệt. Ta biết được ý đồ của chúng nên quyết giữ trận địa. Cả bốn trung đội đều có chiến sĩ bị thương và hy sinh. Cũng may là có rừng che chắn. Nếu gặp đồng bằng thì ta chết chắc vì quân số giữa ta và địch là không tương xứng. Vào khoảng gần 10 giờ trưa, phía hướng của chúng tôi vượt sông buổi sáng, nghe rộ lên tiếng súng. Có lẽ bọn Pol Pot đón lõng chúng ta. Vì chúng dự đoán ta sẽ cho quân ứng cứu. Chúng tôi nghe rõ tiếng 12 ly 7, chỉ là tiếng súng của ta. Từ lúc xảy ra đánh nhau giữa hai bên, không nghe tiếng súng 12 ly 7 của bọn Pol Pot, xen trong tiếng 12 ly 7 có cả tiếng súng B40, B41 trung liên, có lẽ là của cả hai bên. 12 ly 7 mà quét thì chúng mày chịu sao nổi. Cán bộ đại đội cho biết C1 và C2 đang tiếp cận gần ta. Hơn 10 phút sau Hướng đó im tiếng súng Chúng tôi đoán bọn Pol Pot không chịu nổi Và đã rút đi C1 và C2 chắc đã qua sông Và đang tiến về phía ta Từ lúc nghe tiếng 12 ly 7 của ta Bọn địch tràn lên một lần nữa Nhưng lúc này đại đội như được tiếp sức Súng, đạn các loại Nãy giờ tiết kiệm không dám bắn Bây giờ ta mới bắn thả ga Riêng tôi cũng cho hai trái B41 Đi ăn mừng bọn chúng một lúc sau Thấy bên chúng im tiếng súng Chúng đã rút lui Đại đội không đuổi theo Vì sợ chúng răng bẫy gài mìn Các đại đội liên lạc với nhau Bằng máy điện đàm Thông báo cho nhau Bọn Pol Pot đã rút lui Ta cũng lần lượt quay về Tổng kết lại trận đó Ta hy sinh 5 người Trong đó có một trung đội phó Trung đội 1 8 người bị thương Chủ yếu là dính mìn và mảnh cối 6 một đại đội phó anh phúc bị thương nặng phải truyền về nước để điều trị bên địch chúng lấy xác đi ta không biết chính xác nhưng ít nhất chúng phải bỏ mạng trên hai mươi tên vài ngày sau bọn pol pot này chạm chán với trung đoàn hai mươi bộ binh của sư đoàn bốn bị trung đoàn đánh cho tan tác khi bắt được tù binh chúng khai ngày mà đại đội tôi truy quét cũng là lúc chúng đang tập trung toàn bộ lực lượng tập kích vào sư đoàn bộ trên đường đi Khi đại đội ta vượt sông Gặp tổ tiền tiêu của chúng Tổ tiền tiêu chạy về báo Và chúng đã răng ngay trận địa mìn Nhằm tiêu diệt quân ta Số lượng của quân chúng Một tiểu đoàn thiếu Mới được tập hợp từ các đám tàn quân Trận đó chúng chết gần 30 tên Bị thương hơn 20 tên Tôi nhớ ngày 18 hay 19 tháng 2 Năm 1979 Vì ca gác hôm đó của tôi Tôi xem đồng hồ là lúc 12 giờ đêm, trăng bắt đầu mọc, tức là vào ngày 21 hay 22 tháng 1 âm lịch. Sư đoàn bộ cũng như tiểu đoàn trinh sát được lệnh rời vị trí về núi Tượng Lăng, dân gọi là núi đất hay núi đầu lâu sừng chéo, nơi giáp danh giữa hai tỉnh Tà Keo và campốt. Dãy núi này dài khoảng 16 km, chiều rộng dãy núi có nơi đến 2,5 km. Một buổi sáng trong ngày, tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân cùng sư đoàn bộ tiến về phía trước đi đầu đội hình là lính trinh sát theo sau là các đơn vị tăng thiết giáp pháo binh hậu cần công binh lúc đầu đội hình còn giữ trật tự càng về trưa đội hình không còn giữ được vị trí như ban đầu lý do là trời nắng nóng tiểu đoàn tăng thiết giáp tiểu đoàn pháo binh thông tin hậu cần đều di chuyển bằng xe cơ giới trong khi lính trinh sát công binh quân y và một vài bộ phận khác lại chủ yếu hành quân bộ. Đi theo đội hình chậm quá, các đơn vị xe cơ giới đã tách ra, vượt lên phía trước. Các đơn vị cơ giới yên tâm di chuyển vì phía trước đã có các trung đoàn bộ binh dẹp đường. Tôi đang đi trong đội hình tiểu đoàn trinh sát, chân rất đau nhưng cố gắng bước. Chưa hôm qua khi xuống hồ lấy nước, phụ anh nuôi nấu cơm, tôi vô tình bị trượt chân trái. Thật ra thì cũng không đau lắm, nhưng mang vác từ sáng đến giờ không được nghỉ ngơi nên bàn chân sưng lên, thấy các xe lần lượt đi qua, tôi xin anh Tường, trung đội trưởng cho đi xe. Anh Tường nhìn chân tôi và đồng ý. Tôi giơ tay ra hiệu, một chiếc xe dừng lại. Tôi leo lên xe, vừa bám tay vào thành xe, có một cánh tay đã kéo tôi lên. Trên xe có 5 người ngồi ở phía trước thùng xe và một đống dây điện thoại được xếp thành quận. Đây là xe của đơn vị thông tin. Do chân đau nên tôi không leo lên được ngồi phía trước Mà ngồi trên đống dây điện thoại ở phía sau xe Tốp lính trên xe chắc hơn tôi từ 1 đến 2 tuổi Đang ngồi tán gẫu Một tay hào hứng kể lại chuyện trong thời gian học thông tin Ở trường cơ yếu Lớp học đó có nhiều nữ quân nhân Với dáng người thư sinh Lại linh hoạt, có khiếu văn nghệ Anh ta dễ dàng chiếm được tình cảm của cô bạn học cùng lớp Cô bạn hiền ít nói hay cười nước da trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt như biết nói. Dần dần hai người mến nhau rồi yêu nhau. Đang thao thao bất tuyệt, anh dừng lại. Mấy tay kia nhao nhao, rồi sao nữa, sao nữa? Ngửa mặt lên trời, hít một hơi đầy không khí. Anh ta lấy làm đắc ý, ngân nga đọc hai câu thơ của nhà thơ Quang Dũng. Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn. Bỗng một tiếng nổ vang lên Tôi chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn Rồi không còn biết gì Khi mở mắt ra Tôi thấy ba, bốn chiếc đèn măng sông Cháy sáng rực Đảo mắt nhìn xung quanh Thấy có cả bóng đèn điện Nghe rõ tiếng máy phát điện phía góc nhà Một tốp 5 đến 6 người Mặc áo trắng Đang súm lại một chiếc giường băng ca Có thêm cả tiếng kêu Tiếng rên xung quanh Lạ thật, đây là đâu Mình đang tỉnh hay mơ tôi định thần lại nháy mắt liên tục đây là thật không phải mơ tôi nhìn sang dãy giường bên cạnh có nhiều người đang bông băng quấn cả chân lẫn đầu tôi cố nhớ lại xem điều gì đã xảy ra tôi định đứng dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm dưới ánh đèn vẫn nhìn thấy bộ quần áo cũ không vết thương không chảy xước bỗng có một người nữ bận bộ quần áo màu trắng đi qua tôi cố gọi với giọng khản đặc chị ơi Chị ơi! Chị làm ơn cho tôi xin ly nước Nghe tiếng gọi Chị ta quay lại Anh tỉnh rồi à? Chị ta bước đi Một chút sau mang lại cho tôi một ly nước Đang cơn khát tôi làm một hơi hết sạch Rồi hỏi Đây là đâu hả chị? Đây là bệnh xá sư đoàn Chị trả lời tôi Tại sao tôi lại ở đây? Tôi hỏi chị Anh bị chấn thương do mình chống tăng đơn vị vận chuyển anh vào bệnh xá lúc gần trưa giờ là bảy giờ tối rồi anh hôn mê hơn tám tiếng chúng tôi đang kiểm tra anh chỉ bị sức ép đã tìm thuốc trợ tim thuốc giảm đau thuốc nâng đỡ cơ thể cho anh tôi nằm ở bệnh xá sư đoàn hai ngày sau thì quay về đơn vị về lại đơn vị mọi người từ tiểu đội trung đội cho đến đại đội đều nói mày là thằng cao số nhất năm thằng ngồi trên xe Cùng thằng tài xế chết sạch rồi. Mày không hề hấn gì, thật bái phục. Tôi nhớ lại, lúc tay lính có dáng người thư sinh đang đọc bài thơ của Quang Dũng thì một tiếng nổ vang lên, hất tung cả mọi người và vật dụng trên xe. Được biết, chiếc xe xấu số, số đó đang đi, bánh trước cán phải mìn chống tăng chúng gài ngay trên lề đường. Biết bao nhiêu chiếc xe đã đi qua không bị, lại bị ngay chiếc xe của đơn vị thông tin. Tôi sống sót được là nhờ chân đau ngồi ở phía sau và ngồi trên đống dây điện thoại khi chiếc xe bị trúng mìn tôi bị thổi tung lên cùng đống dây điện và đống dây điện đã làm chiếc nệm dày che chở bao bọc cho tôi chính vì vậy mà khi rơi xuống đất tôi chỉ bất tỉnh còn cơ thể không mảy may có chuyện gì sau này tôi thầm nghĩ chết có gì phức tạp đâu cũng nhẹ nhàng thôi nếu hôm đó không có đống dây điện thì mình đã chết rồi sao cũng như trong các trận đánh không may viên đạn trúng ngay đầu hay trúng giữa tim thế là chết chết mà không biết mình đã chết khi linh hồn còn vứt vưởng có linh hồn khác hỏi mày chết ra sao lắc đầu tao không biết nhưng rất nhẹ nhàng êm ái không đau đớn nếu có chết phải chết như thế chớ để pol pot bắt được nó sẽ không cho chết nhẹ nhàng thế đâu nghĩ thương cho mối tình đẹp giang dở của anh lính thông tin thư sinh và cô nàng thông tin nơi hậu cứ. Dãy núi Tượng Lăng gần như ăn liền với cao nguyên Poco, tạo thành một giải liên hoàn giữa hai tỉnh Tà Keo, Campot. Bọn chúng sau khi thua trận tập trung hết về đây. Chúng dựa vào dãy núi cao nguyên Poco để tập hợp lại lực lượng rồi đánh ta. Việt Nam gọi dãy núi Poco là dãy núi Tà Lơn. Từ cao nguyên Poco, những ngày đẹp trời Nhìn thấy rõ huyện đảo Phú Quốc Dãy núi này hướng đông bắc Ăn dọc theo lộ 3 Của tỉnh Campos Bên kia dãy núi là hướng tây bắc Với cảng Công Pong Som Thuộc tỉnh Sihanoukvin. Khu vực cảng Công Pong Som Cũng có một dãy núi Ăn dọc theo lộ 3, lộ 4 Với chiều dài trên 40 km Giữa hai dãy núi cao nguyên Poco và tỉnh Campos Và dãy núi ở cảng Kompong Som thuộc tỉnh Sihanoukvin là quốc lộ 3, đẹp loạn nhất của hai dãy núi này, có chiều rộng hơn 8 km. Chính vì vậy khi ta đánh tấn công truy quét chúng, chúng cứ di chuyển từ dãy núi này sang dãy núi kia, gây rất nhiều khó khăn cho ta. Từ cảng Kampong Som đi lên tỉnh Kampong Supel, theo quốc lộ 4, đồi núi hiểm trở, rất khó khăn cho quân ta khi hành quân. Đặc điểm của khu vực này Mùa khô rất khan hiếm nguồn nước Lính ta khi truy quét Có những đơn vị có đến 50 đến 60 cán bộ Bị ngất xỉu vì khát nước Mỗi lần đi truy quét xa Tôi muốn méo mặt Do giữ khẩu B41 Lại kèm một trái đạn trong nòng súng bốn trái đạn treo trên giá đạn Thêm cơm, nước Và vài trái liệu đạn thủ thân Lỡ có rơi vào tay Pol Pot Thì cùng nhau chết Tất cả nặng chừng 17 đến 18 kg. Mọi người cứ tưởng tượng, 18 kg đeo trên vai, vác cả ngày, hết đèo lại núi, hết núi lại đèo. Gặp khẩu B41 cộng với trái đạn đầu nòng dài hơn 1 mét vướng víu. Có lần hành quân trong rừng, do phải chui luồn, dây rừng mắc vào tay cầm của cây súng, làm tôi ngã bật ngửa, đè lên bao đạn, đau muốn gãy cột sống. Ai không biết chứ riêng tôi, cứ mỗi lần đi truy quét là mỗi lần cầu trời khấn phật cho hôm đó gặp lính pol pot càng sớm càng tốt khi gặp địch lợi dụng địa hình địa vật tôi bắn ngay trái đầu tiên mặc dù chưa được lệnh có cơ hội bắn tiếp trái thứ hai còn ba trái và cây súng coi như ổn sau đó bắn phải rất tiết kiệm nhìn rõ mục tiêu xác định mục tiêu cần bắn mới bắn trong lúc đánh nhau không có hỏa lực áp đảo nhất là những trận đánh lớn bọn pol pot chẳng sợ gì cũng không lo lắm về đạn. Khi tôi đã xả hết hai trái, bớt được gần 5 kg trên vai thì đồng đội tôi vẫn còn 4 đến 5 trái. Ai mang súng AK phải mang thêm đạn hỏa lực. Hôm nào đi truy quét không gặp địch là hơi buồn. Lúc đi không sao, nhưng lúc về thì ôi thôi, không còn gì để nói. Về đến đơn vị cởi bao đạn ra, ra nơi đó thâm lại, vác súng và đạn B40 mãi hai bên vai tôi u lên hai cục lấy tay bấu vào không còn cảm giác được gì truy quét truy quét và truy quét nước là vô cùng quan trọng trong mỗi lần đi mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nước trong ngày nhưng trên đời này không có gì là không thể truy quét gặp địch ngoan cố chống cự trận đánh kéo dài dai dẳng thiếu nước truy quét cắt góc phương vị sai đi lạc rừng đi tới đi lui thiếu nước Hôm nào không may đơn vị có tử sĩ hoặc thương binh Thì thật là một cực hình cho đơn vị Đơn vị vừa đi vừa phải cáng tử sĩ, thương binh Vừa phải mang vũ khí của tử sĩ, thương binh Đường rừng núi, đi lại vô cùng khó khăn Biết làm sao được Phải dáng mà đi Nhiều lúc chúng tôi đâm ra liều Và chẳng ai còn sợ gì Ngay cả cái chết Mặc cho cán bộ đại đội kêu gào Quát hết nhặng xị Đi cho mau để kịp thời gian hợp đồng tác chiến với các đơn vị bạn mặc kệ lính cứ xả vào các gốc cây rồi nằm lăn xuống đất nhắm mắt lại và nghỉ lấy sức thật ra không phải chúng tôi chống lệnh mà đôi chân đã rệu dạo miệng khô khốc bước đi siêu vẹo giữa cái nắng như thiêu như đốt giữa khu rừng khộp trơ lá những lúc như thế tôi lại nhớ bài hát của nhạc sĩ nguyễn văn đông nguyên là đại tá của chế độ việt nam cộng hòa lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. nào lòng tôi có tơ vương khanh chướng gì đâu, chỉ mong sao cho kết thúc cuộc chiến để trở về với cha mẹ yêu thương, với làng xóm, có con trâu, có nương dâu, ta làm lại từ đầu. mà sao đường trần lại khổ sở thế này? đường về quê mẹ cứ xa vời vợi, nằm một lúc lấy lại sức rồi cũng phải đứng dậy đi không lẽ nằm lì ở đây chờ chết khát lúc này ai cũng chỉ mong sao có một phép màu mỗi bước chân dài một trăm mét nhanh nhanh về đơn vị sẽ tha hồ mà uống nước anh nuôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi những bước chân lại liêu xiêu trong cơn khát đến cháy cổ của rừng khộp vào mùa khô trên dãy núi tượng lăng cuối tháng hai đầu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi Bộ Quốc phòng điều sư đoàn 304, quân đoàn 2, sư 320, quân đoàn 3 ra tăng cường cho biên giới phía Bắc. Trước tình hình đó, sư 4 phải đảm nhiệm nhiệm vụ từ ngã 3 vào đường cảng Sihanoukvin đến đèo Picnin, dọc theo trục đường 4. Quốc lộ 4 là quốc lộ đi từ cảng Sihanoukvin đến tỉnh Kampong Supel, rồi chia làm nhiều hướng, trong đó có hướng rẽ phải về thủ đô Nông Penh rẽ trái đi tỉnh Cô Công và các tỉnh khác. Từ cảng Sihanoukvin đến đèo Picnin, theo đường chim bay là trên dưới 60 km, địa hình vô cùng hiểm trở và bọn Pol Pot đã lợi dụng địa thế này để chống trả ta rất quyết liệt. Một ngày đầu tháng 3, đội hình sư đoàn bộ và trung đoàn 20 rời khỏi khu vực núi Tượng Lăng, hành quân về lộ 4, khu vực đèo Picnin. Quãng đường di rời là trên 40 km